Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi giải bài tập số 1 trang 25 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 với đề bài như sau. Glucose và fructose A đều tạo được dung dịch màu lạc xanh khi tác dụng với COOH 2 lần. B đều có nhóm chức CHO trong phân tử. C là hai dạng thủ hình của cùng một chất. Và D đều tồn tại chủ yếu dưới dạng mạch hở. Thì để làm được bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại công thức cấu tạo của glucose và fructose chứ. Của glucose thì công thức cấu tạo của nó là như thế này. Đây là công thức cấu tạo của glucose. Nó có 5 nhóm OH, có một nhóm CHO, được chưa nào? Và 5 nhóm OH này liền kề nhau. Còn đối với fructose thì công thức cấu tạo của fructose cũng có 5 nhóm OH nhưng chỉ có 4 nhóm OH là ở cạnh nhau thôi và một nhóm OH ngoài cùng và có nhóm ceton CO, được chưa nào? Thế thì ở đây chúng ta sẽ xếp từng đáp án. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với COOH là lần thì ý này là ý đúng. Tại vì cả glucose và fructose đều là có các nhóm OH liền kề nhau, có nhiều nhóm OH liền kề nhau nên có khả năng tạo phức với kết tủa COOH 2 lần nên có khả năng tạo phức màu xanh lam nên ý này của chúng ta là ý đúng. Như vậy đáp án của bài này của chúng ta sẽ là đáp án A. Chúng ta sẽ xem các đáp án B, C, D có gì không đúng nhé. Đều có nhóm chức CHO trong phân tử thì đáp án này sai đúng không nào? Vì fructose chỉ có nhóm chức C nối đôi O chứ không phải là CHO, được chưa nào? Là hai dạng thù hình của một chất thì câu này không đúng nhá. Hai chất này, glucose và fructose là hai chất khác nhau, chúng chỉ là đồng phân với nhau thôi, được chưa? Chúng có cùng công thức phân tử thôi chứ không phải là cùng dạng thù hình. Dạng thù hình của chúng ta đó là hai đơn chất được tạo bởi cùng một nguyên tố. Ý D này, đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở thì ý này cũng là ý sai nhá. Glucose tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng, được chưa nào? Nên ý này cũng là ý sai vì glucose tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng. Chưa nào? Rồi, đó là bài tập số 1, trang 25, sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.